Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 1 tháng 7. Hiện khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang chịu ảnh hưởng của hai hình thái thời tiết chủ đạo, vẫn là áp cao cận nhiệt đới và vùng áp thấp nóng phía Tây, nên mưa giảm, cường độ nắng mạnh dần. Hôm nay nền nhiệt của tỉnh vẫn duy trì ở mức cao, cao nhất từ 32 đến 34 độ, chạm ngưỡng nắng nóng. Thời điểm chiều tối và đêm do tác động của trường gió Tây Nam là hình thái thời tiết gây mưa, một số nơi có mưa rào và rải rác, có dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh, lốc và sấm sét, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối nay có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, độ ẩm tương đối 74 đến 79%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng, có lúc có mưa rào nhẹ và dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh, lốc xoáy và sấm sét. Gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 75 đến 80%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 1 tháng 7 năm 2021. Tại Vũng Tàu ngày 1 tháng 7 năm 2021, mực nước cao nhất 335 cm xuất hiện lúc 7 giờ 30 phút, thấp nhất 247 cm xuất hiện lúc 14 giờ 05 phút.